mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời, là Đấng Tạo Hóa và Cha Thiên Thượng của chúng ta, là mối quan hệ không ngừng nương dựa vào Ngài. Nương cậy vào Đức Chúa Trời là tấm gương được thể hiện khi Chúa Giêsu bước đi trên đất và lời kêu gọi chúng ta đi theo dấu chân của Ngài và phụ thuộc vào một mình Đức Chúa Trời. Đôi khi chúng ta đấu tranh và phụ thuộc vào bản thân, người khác và thực tế là bất cứ điều gì khác ngoài Chúa và mọi nỗ lực mà Chúa sử dụng để đưa chúng ta trở lại với Ngài. Khi chúng ta lớn lên mỗi ngày nương dựa vào Đức Chúa Trời, chúng ta lớn lên trong sự tin cậy rằng Ngài là đáng tin cậy và thành tín. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín để chúng ta có thể tin cậy và đưa chúng ta đi qua mọi thử thách từng ngày. Nương cậy vào Đức Chúa Trời là sự tin tưởng và trông cậy tuyệt đối vào Đức Chúa Trời và lời của Ngài. Đó là tin rằng Chúa là tất cả trong tất cả. Đôi khi chúng ta phụ thuộc vào Chúa, chúng ta mong đợi điều đó có nghĩa là Chúa hoạt động theo một cách cụ thể hoặc hoạt động theo những gì chúng ta cho là đúng đắn. Kinh Thánh chứa đầy ví dụ của các cá nhân tùy thuộc vào Chúa, nhưng không có tấm gương nào mạnh mẽ hơn Chúa Giêsu Christ, con một của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy rằng Ngài đã sống không ngừng nương cậy tuyệt đối vào Đức Chúa Cha như thế nào. Trong Giăng đoạn 5 câu 19 chép: "Vậy Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán cùng họ rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, con chẳng tự mình làm việc gì được, chỉ làm điều chi mà con thấy Cha làm, vì mọi điều Cha làm, con cũng làm y như vậy." Trong Giăng đoạn 5 câu 30: "Ta không thể tự mình làm nổi việc gì, ta xét đoán theo điều ta nghe, và sự xét đoán ta là công bình, vì ta chẳng tìm ý muốn của ta, nhưng tìm ý muốn của Đấng đã sai ta. Vì ta từ trên trời xuống chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai ta đến." Giăng đoạn 6 câu 38. Ở trong Giăng đoạn 7 câu 28 đã chép: "Bấy giờ Đức Chúa Giêsu đang dạy trong đền thờ thì kêu lên rằng: các ngươi quen ta, các ngươi biết ta từ đâu lại, ta đã đến chẳng phải tự ta, nhưng Đấng đã sai ta đến là thật mà các ngươi không biết Ngài." Giăng đoạn 8 câu 28 chép rằng: "Vậy Đức Chúa Giêsu phán: khi các ngươi treo con người lên, bấy giờ sẽ biết ta là ai, và biết ta không tự mình làm điều gì, nhưng nói điều Cha ta đã dạy ta." Cuộc đời của Ngài hoàn toàn lệ thuộc vào Đức Chúa Cha. Chúa Giêsu chính là tấm gương của chúng ta, và chúng ta phải học từng Ngài. Chúng ta đặt vương miện của mình xuống và trở thành hư không trước mặt Chúa để Ngài có thể là tất cả. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Châm ngôn đoạn 3 câu 5 câu 6. Vì Chúa, Đức Chúa Trời của bạn, Đấng nắm tay phải của bạn và nói với bạn: đừng sợ, Chúa sẽ giúp bạn. Ở trong Thi Thiên đoạn 121 từ câu 1 đến câu 2 khẳng định rõ ràng rằng sự tiếp trợ của chúng ta đến từ Chúa. Tôi ngước mắt lên trên núi, sự giúp đỡ của tôi đến từ đâu? Sự giúp đỡ của tôi đến từ Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên trời và đất. Ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 7 chép: hãy trao mọi lo lắng của chúng ta cho Ngài, vì Ngài luôn quan tâm đến tất cả mỗi một chúng ta. Ngài ban sức mạnh cho kẻ mệt mỏi và
gia tăng sức mạnh cho kẻ yếu đuối. Đức Chúa Trời hoàn toàn đáng tin cậy. Mỗi câu tùy thuộc vào Đức Chúa Trời ra hiệu cho chúng ta tin cậy Ngài với tất cả những lo lắng và quan tâm của chúng ta. Lòng tận tụy đối với Cha Thiên Thượng của chúng ta khi chúng ta bước đi hàng ngày trong sự phụ thuộc tuyệt đối không ngừng vào Ngài sẽ mang lại vinh quang vĩnh cửu. Trông cậy vào Đức Chúa Trời và tin cậy Ngài mang lại muôn vàn lợi ích. Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn và dẫn dắt chúng ta qua tình yêu không bao giờ cạn kiệt. Ngài sẽ nâng đỡ chúng ta. Ngài sẽ đổi mới sức mạnh của chúng ta. Đức Chúa Trời sẽ bao bọc chúng ta bằng sự bình an trọn vẹn của Ngài. Chúng ta được ban cho những lời hứa về sự bình an, sự đảm bảo an toàn, niềm vui tràn trề, sự yên nghỉ trong sự chăm sóc của Ngài và sự che phủ tình yêu vô tận. Học cách vui mừng nơi Chúa đòi hỏi chúng ta phải nương cậy nơi Chúa để được cứu rỗi và yên nghỉ mà chỉ Ngài mới có thể ban cho chúng ta. Và sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và trí của tất cả chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Trông cậy vào Đức Chúa Trời là trông cậy duy nhất vào Ngài. Khi chúng ta tin cậy nơi Chúa, chúng ta dâng mọi lo lắng và sợ hãi của mình cho Ngài, và đổi lại chúng ta cảm nghiệm được sự bình an sâu xa vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. Chúng ta không được cứu bởi việc làm, chúng ta không được cứu nhờ đời sống cầu nguyện, và chúng ta cũng không được cứu nhờ đọc kinh thánh. Chúng ta được cứu bởi tin cậy vào công việc của Chúa Giêsu trên thập tự giá để tha tội cho chúng ta. Cốt lõi đức tin của chúng ta là tin tưởng và phụ thuộc vào Chúa. Nhưng dường như sau khi được cứu rỗi, chúng ta có xu hướng bận rộn phục vụ và phấn đấu cho riêng mình. Thay vì lệ thuộc vào Chúa, chúng ta lại sống như thể mọi sự tùy thuộc vào chúng ta, và dần dần chúng ta xa rời Chúa. Trong Thi Thiên chương 1 từ đoạn 1 từ câu 1 đến câu 3, chúng ta được biết rằng một người được chúc phước như cây trồng bên dòng nước, ra trái đúng mùa và lá không héo úa. Trong tất cả những gì Chúa làm, Ngài đều thành công. Đức Chúa Trời là nước hằng sống, và khi chúng ta trồng mình bằng nước hằng sống của Ngài, rễ bên trong của chúng ta sẽ ăn sâu và chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ. Mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời không chỉ là sự kính sợ Chúa, mà còn là sống với sự tận tụy và hoàn toàn phụ thuộc vào Ngài. Chúng ta chỉ có thể cảm nghiệm được sự bình an của Ngài khi chúng ta tin rằng Ngài yêu thương và chăm sóc chúng ta. Cần có niềm tin để nghỉ ngơi, cần có đức tin để tin cậy, và cần có đức tin để lệ thuộc vào Đức Chúa Trời. Hãy đến gần Chúa hơn mỗi ngày, vui thỏa trong Chúa, và để Ngài trao những khát khao trong trái tim bạn, lấy những khát khao mà Ngài dành cho bạn. Hãy tìm một nơi thanh vắng để được ở một mình với Chúa. Dừng công việc của bạn, tắt điện thoại, tivi, âm thanh và máy tính, đứng yên, đi ra ngoài hoặc tìm một nơi trong nhà của bạn, nơi bạn có thể ở một mình và đơn giản là nghỉ ngơi và bình yên, thực hành sự hiện diện của Chúa. Nghỉ ngơi là một nhu cầu, không phải là một mong muốn. Nghỉ ngơi không phải là tùy chọn hoặc điều gì đó mà chúng ta chờ đợi để làm khi về hưu. Sự yên nghỉ là một phước lành từ Chúa, và nó đòi hỏi sự khiêm nhường để thừa nhận rằng chúng ta cần điều đó. Bạn và tôi sẽ được trải nghiệm sự bình an thật khi chúng ta có Chúa trong đời sống của mình.
Chăm sóc tâm hồn chính là chăm sóc bản thân. Hãy tận hưởng những sự bình an trong tình yêu thương mà Chúa ban cho mỗi một chúng ta. Amen.